Xin chào, Âu Việt và Thu Trang, hai MC quen thuộc của TV Shopping rất vui được gặp lại quý vị trên khung giờ này của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và theo yêu cầu của rất nhiều khách hàng thì ngày hôm nay, Thu Trang và Âu Việt sẽ mang tới cho quý vị bộ đôi sản phẩm dầu gội và dầu xả sạch gầu Henseo đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Habico, một thương hiệu dầu gội đang được rất nhiều người tin tưởng sử dụng thời gian gần đây và đặc biệt là được nhiều người nghệ sĩ nổi tiếng, các KOL cũng đã giới thiệu sản phẩm này trên trang cá nhân của mình. Vâng, thưa quý vị, dầu gội và dầu xả làm sạch gầu của Henseo được ra đời trên dây chuyền sản xuất theo công nghệ độc quyền và 100% nguyên liệu từ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng, an toàn và uy tín. Và nổi bật với những công dụng như sau ạ. Thứ nhất là ức chế tình trạng tiết dầu ở da đầu gây bết dính chân tóc. Thứ hai là ngăn ngừa và điều trị tình trạng khô da, tạo vẩy gầu. Thứ ba là củng cố cấu trúc và cung cấp dưỡng chất cho tóc chắc khỏe hơn. Thứ tư là duy trì độ ẩm và cân bằng độ pH của da đầu. Thứ năm là giúp chân tóc trở nên thông thoáng. Và bên cạnh đó còn tăng cường độ suôn mượt và óng ả cho mái tóc. Và không quên hỗ trợ làm sạch và đẩy lùi tình trạng gầu. Và chính vì những lý do trên mà bộ đôi sản phẩm dầu gội và dầu xả sạch gầu Henseo đã và đang chiếm được nhiều lòng tin yêu của rất nhiều khách hàng trên toàn quốc ạ. Dạ vâng thưa quý vị, và có lẽ là quý vị cũng đang rất tò mò về những thành phần của bộ đôi sản phẩm dầu gội và dầu xả sạch gầu Henseo là những dưỡng chất như thế nào mà lại mang đến nhiều hiệu quả đến như vậy, đúng không ạ? Ngay sau đây thì Thu Trang sẽ bật mí cho quý vị ạ. Đầu tiên là chiết xuất lá bạch quả lên men, có tác dụng cung cấp những dưỡng chất nuôi dưỡng da đầu và tóc, cân bằng độ pH, ức chế tiết bã nhờn, ngăn ngừa rụng tóc, ức chế oxy hóa chất béo và từ đó thì ngăn bết chân tóc cũng như là mùi khó chịu. Kết hợp với chiết xuất kén tằm, có tiết ra một chất gọi là protein sericin, được xem như là thần dược làm đẹp được người Nhật Bản và Hàn Quốc vô cùng ưa chuộng. Sericin thì chiết xuất từ kén tằm là chất giữ ẩm rất là tốt, còn protein thì lại có khả năng làm mềm da, hút ẩm từ môi trường bên ngoài, khóa ẩm, ngăn sự mất nước qua lớp thượng bì của da đầu và giúp bảo vệ, phục hồi mái tóc bị hư tổn do dùng nhiều hóa chất quý vị nhé. Và bên cạnh đó còn có thành phần đó là dầu hạt hoa trà Nhật Bản, có tác dụng là bảo vệ da đầu khỏi tác hại các gốc tự do, do đó nó chống lão hóa da đầu, chống khuẩn, phục hồi da đầu khỏe mạnh thưa quý vị. Dầu gội và dầu xả sạch gầu Henseo còn được ưu ái bởi thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên quý hiếm của Nhật Bản như Thu Trang và Âu Việt đã giới thiệu ở trên, vừa an toàn cho da đầu lại vừa bảo vệ tóc khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Bộ đôi dầu gội xả làm sạch gầu Henseo là sản phẩm chăm sóc tóc chứa đựng những tinh hoa và tinh túy từ đất nước mặt trời mọc. Và đây là sản phẩm nghiên cứu dùng chuyên biệt để giải quyết tận gốc các vấn đề về gầu, giúp nuôi dưỡng da đầu từ sâu trong chân tóc và phục hồi cũng là cải thiện da đầu, cung cấp dưỡng chất cho da đầu, ngăn ngừa và loại bỏ tình trạng tạo vẩy gầu, giúp tóc mọc chắc khỏe mạnh hơn ạ. Vâng, và ngay trong TV Shopping của ngày hôm nay thì công ty đang có chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn cho quý vị. Khi mua một cặp dầu gội và dầu xả sạch gầu Henseo, quý vị nhập mã VTC6 sẽ được hưởng giá ưu đãi là từ 670.000 đồng giảm xuống chỉ còn 480.000 đồng thôi thưa quý vị. Vâng, một giá bán rất hợp lý đối với sản phẩm dầu gội sạch gầu với chất lượng chuẩn Nhật Bản mà đem lại hiệu quả hàng đầu cho người Việt Nam như thế này thưa quý vị. Và quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay tới hotline của chúng tôi, đó là 02 542 246 888, hoặc quý vị có thể liên hệ qua số hotline 0964 040 846 để được các chuyên viên tư vấn miễn phí, hoặc truy cập vào website henseo.com, hoặc quý vị có thể liên hệ qua fanpage Henseo Cosmetic để có được một mái tóc óng ả suôn mượt quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, và hãy nhớ câu slogan dành cho sản phẩm của ngày hôm nay: dầu gội sạch gầu Henseo, tan tự ti, tăng tự tin.